Cảm ơn Chúa là hôm nay ta lại có cơ hội để cùng học lời Chúa với anh em trong vòng đức tin. Điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng đức tin thể hiện qua tình yêu thương. Và tôi xin lấy cái chủ đề ở đây là sự gieo vào đây. Ở đây cái điều thứ nhất là gì? Chúa nói cái câu số 9 trong đoạn 6 là chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta hay đến kỳ chúng ta sẽ gặt lại. Ở đây mình thấy là gì? Có cái chữ chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. À, mình thấy ở tại sao mà làm việc thiện mà Chúa lại bảo mệt mỏi là sao? Trong cái sự làm việc thiện này, mình thấy ở đây là gì? Có cái sự mệt mỏi ở trong cái chữ là chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. Việc thiện ở đây là gì? Chúng ta nghĩ xem tại sao mà trong này có cái từ là chớ mệt mỏi? Tức là chúng ta làm việc thiện là gì? Chúng ta bắt buộc phải gì? Mệt. Cưu mang. Hao công. Tốn của. Thì chúng ta mới làm được cái việc thiện. Chứ không thể nào mà dưng dưng mà chúng ta làm được cái việc thiện cả. Đó. Nhưng ở đây gì? Tại sao mà lại có cái từ chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện? Tại sao? Chúng ta cũng đã gì vì lòng yêu nên chúng ta làm việc thiện rồi. Nhưng trong cái làm việc thiện này á, nó lại có một cái điều này là gì? Có cái người đời người ta hay nói là gì? Làm ơn mà lại mắc oan. Đó, nó là như vậy. Thế tại sao mà gì? Đôi khi chúng ta làm cái việc thiện ấy, nó có một cái sự gì? Nó có cái sự nghi ngờ, sự giữ ở trong đó. Nhiều khi chúng ta nản lòng, thì chúng ta nghi ngờ, không biết là gì, chúng ta giúp đỡ cái người này. Không biết người này nó có thật hay không? Người này có đức tin thật hay không? Hay là cái người này nó có làm cái gì mình, nó có lừa dối mình hay không? Rất dễ dàng chúng ta đặt ra câu hỏi, chúng ta đặt một cái sự nghi ngờ. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cũng đã bị rất nhiều lần sai lầm. Không phải là cái sự sai lầm, chúng ta yêu thương và chúng ta bởi đức tin chúng ta làm cái việc đó, nhưng mà cũng đã vô tình một vài người trong cái số chúng ta làm việc thiện, chúng ta giúp đỡ, trong đó có một số người cũng đã quay lại gieo cái tiếng oán cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta làm việc thiện ở đây, mình Kinh Thánh nói chớ mệt mỏi cho gì. Trong cái lúc này có những lúc chúng ta quá mệt mỏi vì cái sự giả dối này rồi. Chúng ta thường hay nói là gì? Bây giờ trong cái cuộc sống này, tôi hay kể cái câu chuyện vui đó. Thời buổi này cả tin bố con nào trên một phương tiện rất là đúng về cái vấn đề xác thịt, chúng ta còn không tin nổi chúng ta thì chúng ta tin được ai? Nhưng mà bây giờ trong cuộc sống, thử hỏi nếu chúng ta sống với nhau, chúng ta không có đặt niềm tin ở nơi nhau nữa, thì hỏi chúng ta sống ra. Cho nên ở đây mình gì? Hãy quên nó đi, cứ bởi đức tin của chúng ta sống. Cái vấn đề ở đây là gì? Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ làm. Tức gì? Cứ bởi đức tin mà chúng ta làm đi, đừng có nản lòng, đừng có nghi ngờ sợ dữ gì cả, cứ làm đi. Còn cái vấn đề người đó họ làm sai, họ có nói cái điều gì cho mình đi chăng nữa, cái việc đó hoàn toàn không thuộc về mình. Cái trách nhiệm đó họ gieo thì họ phải gặt. Tại vì chúng ta cứ làm ơn đi, còn cái vấn đề gì họ oán trách hay họ làm cái gì, chúng ta không cần biết. Nhưng ở đây là gì? Chúng ta cứ làm cái việc thiện để rồi chúng ta đến mùa, chứ ở đây là đến mùa chúng ta sẽ gặt lại gì? Chúng ta cứ gieo ra, chúng ta không cần biết được là cá nhân chúng ta có gặt lại được hay không. Nhưng bởi đức tin chúng ta cứ gieo đi. Chúng ta cứ nghĩ xem, từ ngày chúng ta bước đi, mình nói là từ lúc mà chúng ta từ nhỏ tới lớn bây giờ đi, chúng ta nghĩ, nhớ, ngẫm lại xem đã bao nhiêu người giúp mình một cách như không, và mình đã trả lại được tất cả những cái ai mà đã giúp mình, và mình đã trả ơn nghĩa cho người ta được cái gì chưa? Rõ ràng mình không có làm được cái điều đó, chưa trả ơn được cho cái điều người ta, một cái điều gì.
và có muốn trả mình cũng không có đủ khả năng để mình trả. Nhưng cái trả ở đây là gì? Ngày hôm nay Chúa ở chớ mệt mỏi để làm những việc thiện gì? Mình không có trả lại cho cái người đã giúp mình trưởng thành tới ngày hôm nay, thì mình cũng đã cảm nhận, nhận lãnh được cái sự người đã giúp đỡ rồi, người ta giúp đỡ mình rồi, thì ngày hôm nay mình cũng đang có cái điều đó, thì mình ra cũng giúp đỡ anh em chúng ta một cách nhưng không, và cứ bởi cái tình chúng ta làm. Còn cái vấn đề là gì, họ có đúng, họ sai, họ phản bội mình như thế nào, cái việc đó không cần biết. Giống như bây giờ tất cả chúng ta đi, không bởi đức tin làm sao chúng ta cưu mang cho cái vấn đề cái linh ở đây. Nếu chúng ta thật sự không bởi đức tin thì làm sao chúng ta có thể chúng ta làm được cái điều này? Đúng. Ai cũng có công việc riêng của mình. Chúng ta biết rằng đây là một cái mặt trận không phải là bình thường nữa. Mặt trận này cũng rất là mệt mỏi đối với cả chúng ta. Nhưng chúng ta thì bởi đức tin và chúng ta cứ làm cái điều này, chúng ta dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng chẳng có cớ gì để chúng ta phải khoe khoang cái điều này cả. Cái điều thứ hai ở đây nữa là gì? Vậy đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin. Bây giờ đây là gì? Vậy đang lúc có cơ hội thì chúng ta hãy làm. À đúng không? Vì đây, vì tại sao nó là gì? Ở đây không phải đương nhiên mà Chúa cho phép sự việc xảy ra như thế này. Chúa đưa cô Giang tới, Chúa đưa bé Linh tới. Cái này có phải cơ hội không? Amen. Không phải là cái cơ hội ngẫu nhiên. Nếu không bởi Chúa đưa tới thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta làm được cái gì. Thế cho nên là gì? Nếu đang trong lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm đi đã. Không? Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là anh em trong gia đình chúng ta. Thì đây là cái cơ hội Chúa đang tập trận cho chúng ta để chúng ta đánh trận. Nhưng thật sự nói thẳng là bởi ba cái xác thịt chúng ta chẳng làm được cái gì đâu. Nhưng mà tại sao Chúa đưa đến để cho chúng ta tập trận? Cái trận như thế này nếu chúng ta không làm thì ngày mai cái trận lớn hơn thì chúng ta sẽ nghĩ như làm sao? Chúng ta chạy làm sao? Mất dép. Thế đâm ra mình cái điều ở đây thì không phải là Chúa không muốn làm được cái điều này. Cái vấn đề ở đây gì? Chúa ra lệnh cho nó đi là nó đi. Mà Chúa bảo nó ở là nó ở. Còn chúng ta làm được cái gì? Chúng ta là cái loài xác thịt, là cái loài ô uế, là cái loài tội lỗi, thì chúng ta chẳng làm được cái gì cả. Nhưng Chúa đưa cái điều này đến là chúng ta cùng nhau cầu mang cái cơ hội này. Chúa cho chúng ta tập trận thì chúng ta cảm ơn Chúa, để rồi Chúa cho chúng ta, xin Chúa bày tỏ cho chúng ta để cái cách chúng ta đánh trận như thế nào, và cái cách để rồi chúng ta chiến trận như thế nào. Chúng ta tin chắc tất cả mọi điều này Chúa đều cho phép thời gian. Còn nếu cái cơ hội này Chúa đưa tới mà chúng ta không nắm bắt, chúng ta không có chịu rèn luyện bước vào trong cái trận chiến này để chúng ta làm ấy, thì chúng ta cứ nghĩ xem ngày mai chính chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, hoặc vợ chúng ta, con chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, ai sẽ là cái người chiến trận để cầu nguyện cho cái điều đó cho chúng ta? Chúng ta thấy một cái điều không? Thế cho nên cái mặt trận này chúng ta đừng có bảo cái việc này mệt lắm, tôi phải né. Thế xin lỗi, không ai muốn cái điều này cả. Nhưng Chúa đưa vào cái thế thì mình phải tạ ơn Chúa để coi như mình nhận lãnh rồi. Và tôi xin lỗi, anh em có né nó không? Không né đâu, Chúa đưa vào cái khuôn khổ của Chúa rồi thì xin lỗi anh em, hôm nay anh em chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho khỏi nắng, đúng không? Anh em ở nhà anh em cũng bất an luôn, chứ đừng có con nào nói là anh em khởi cảm ấy đâu. Ngay cả cả rất cảm ơn Chúa, nhưng ngay buổi chiều đây này, sáng tôi với Chúa cho tôi trận này, anh em coi như ngồi thông cảm cả một buổi sáng. Anh em cũng nói là có, nếu có được thì buổi tối lên trên này chia sẻ, thì tôi cũng biết vậy thôi. Chuẩn bị lúc 6 giờ chiều, chuẩn bị coi như tôi lên trên này, tôi chuẩn bị xong xuôi rồi đó. Bắt đầu tự nhiên để người chân tay coi như giò cảm nó bùn rủng hết. Tự nhiên nó coi như chân tay cứ thế rung này. Anh em có tưởng tượng nó đang bình thường cho chân tay nó bùn rủng, tinh đang rung này. Đó, thế xong bắt đầu là coi như gì? Ngồi bắt đầu là coi như cầu nguyện xong ăn cơm xong rồi vợ bảo thôi không thấy thì thay điện thoại báo anh em nó nghỉ.
vấn đề này khi mà thực sự mình có gọi là gì, Chúa đã coi như nói là coi như mình đi là mình cứ đi thôi, chứ còn cũng bởi đức tin thôi. Thật sự bây giờ mình bảo như vậy thì làm sao, đúng không? Rõ ràng một cái điều là mình biết được là gì, đây là một cái mặt trận, nó có một cái sự ảnh hưởng chung cho tất cả chúng ta, cho nên chúng ta muốn né cũng không né được đâu. Thế xin Chúa giúp đỡ chúng ta mỗi ngày để chúng ta hiểu rõ được cái mặt trận này gì. Xin Chúa cho chúng ta gì, có cơ hội, có điều kiện là gì, chúng ta cùng nhau chiến trận, cùng tập trận để rồi cho cái chiến trận này. Và thực sự nói thẳng câu, đối với Chúa cái tình trạng này gì, 30 giây thôi là Chúa giải quyết xong. Những cái vấn đề ở đây thì Chúa cho rèn luyện cái đức tin chúng ta, cái sự nhịn nhục của chúng ta, cái sự hòa đồng, sự hiệp một của chúng ta, để chúng ta xem làm gì. Chúng ta nói là chúng ta yêu thương gì, chúng đưa này xuống đến thử xem chúng ta có yêu không, biết liền nào. Chúng ta có hiệp một để rồi chúng ta cùng nhau chiến trận, cùng nhau gánh vác cái công việc đấy không, đúng không? Chứ còn nếu bây giờ chúng không đưa ra thì thử sao? Ai nói cũng yêu cũng được, ai nói mạnh mồm cũng được, ai nói rất hoành tráng, nhưng mà gì, muốn coi như test, đúng không? Chúng ta hay gọi là thần dường, coi như cũng gọi là test, đúng không? Đức Chúa Trời muốn test chúng ta cái là gì? Chúa đưa cái vấn đề cái là xem cái gì, tự nhiên là gì, nó lòi ra thôi. Và cái điều cuối cùng ở đây, một cái điều rất hay là ở câu số 6 trong đoạn 5, vì trong Đức Christ Jesus điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương. Cái vấn đề này chúng ta không cần nói tài, nói giỏi, nói nhiều, nói đúng, nói sai trong cái vấn đề này nữa. Nhưng cái này, này đức tin là gì? Thể hiện qua tình yêu thương là sao? Chúng ta có tin là Chúa cho phép cái điều này xảy ra hay không? Và thể hiện qua tình yêu thương gì? Tình yêu thương ở đây là không còn phải nói mồm nói miệng nữa, thôi chung tay vào cùng làm. Cái đó mới là cái điều quan trọng, chứ không có phải là coi như cắt bì không cắt bì nữa. Cái điều đó nó chỉ là cái hình thức thôi. Nhưng bây giờ cái vấn đề gì? Cái đức tin chúng ta bằng là gì? Đức tin là gì? Nó thực tế đi. Chúng ta đừng có nói viển vông là coi như xưa kia tôi đã làm được điều này, xưa kia tôi làm được điều nọ. Cái điều đó là ở hồi xưa chứ nó không phải hiện tại. Và hiện tại bây giờ gì? Chúng ta thể hiện qua cái việc làm chúng ta là rõ ràng là gì? Giống như bây giờ tình trạng bé Linh đang như thế này, chúng ta thấy có sự buồn, đúng không? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện xin Chúa giải cứu cái điều này. Chứ không phải chúng ta giải cứu mà cầu nguyện xin Chúa giải cứu cho bé Linh, để rồi bé Linh thoát khỏi một cái quyền lực như vậy. Bây giờ mình nhìn nha, nếu bây giờ chúng ta được đặt địa vị, nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh như thế này, hoặc vợ chúng ta, con chúng ta, thì bây giờ chúng ta nghĩ làm sao? Nó là một cái điều rõ ràng như vậy. Thế cho nên cái điều này chúng ta không thể nào mà chúng ta đứng coi như khoanh tay chắp tay sau đít để chúng ta làm ngơ được. Nhưng cái điều này chúng ta cùng nhau hiệp một quỳ gối xin Chúa giải cứu cho bé Linh. Tại sao? Cũng là một con người, cũng tạo vật của Đức Chúa Trời mà bị để cho Satan ma quỷ nó khống chế như thế này. Chúng ta thấy có một cái sự đau lòng, đau xót không? Chúng ta phải có cái tình yêu thương. Và tình yêu thương thì thể hiện để chúng ta làm đi. Qua cái điều đó thì khi bé Linh được giải cứu thì gì? Cái sự vinh hiển đó, chúng ta thấy gì? Người vui nhất, mừng nhất là cô Giang và gia đình cô Giang. Và sau đó tất cả chúng ta đều có những cái sự vui mừng lớn lao. Vì sao? Chúa đã giải phóng con như một linh hồn của Chúa ra khỏi cái quyền lực của Satan ma quỷ rồi. Thế xin Chúa qua điều này, lời Chúa thì rất là ngắn ngủi thôi. Nhưng xin Chúa cho chúng ta, bây giờ chúng ta không còn nói cái gì nữa, nhưng xin Chúa cho chúng ta hành động là một cái điều thực tế nhất, để rồi chúng ta mới biết được tình yêu thương là thế nào. Amen. Cảm ơn Chúa.